Ta-da, vậy là mình đã hoàn thành xong món canh rau cải ngọt nấu với thịt băm. Nguyên liệu mà chắc chắn là món ăn này không thể thiếu đó là gừng, mọi người đừng quên nhé. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video hướng dẫn nấu ăn ở những số sau của mình nhé. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình và mọi người sẽ cùng nhau đi nấu một món canh. Hôm nay thì mình sẽ sử dụng thịt băm và rau cải ngọt. Mình sẽ phi thơm lên cùng với một chút gừng. Mình sẽ phi cùng với một chút nước mắm. Sẽ cho nước nấu canh. Món canh thịt băm với cả rau cải thì không thể thiếu gừng, mọi người nhớ cho gừng nhé. Và thì mình sẽ đậy nắp và nấu để khi sôi, sau đấy mình sẽ cho rau cải ngọt. Rau cải ngọt thì mình đã rửa và cắt khúc dài tầm 5 đến 6 cm ở đây. Lát nữa mình sẽ cho nữa. Mình sẽ cho rau cải này nhé. Thịt này nấu một lát thì nó sẽ giã lông ra. Canh thì mọi người nêm nếm luôn từ lúc mà phi thịt.
đun sôi tầm 1 đến 2 phút nữa thì rau cải này cũng rất là lâu chín. Cho món canh này ra một chiếc bát tô nhé. Yeah.